BZX7 bản 2022, đây là chiếc xe màu đen. Bên mình vừa cập cảng, tất cả chiếc xe này đã của khách hàng hết rồi. Đây, mình sẽ quay trước 2022 để các bạn tiện theo dõi. Thực ra thì bản 2022 này nó cũng thay đổi không nhiều, nhưng cái bộ mâm bành này thì nhìn cũng rất là đẹp. Bản 2022 có thay đổi ở bộ mâm, rút công đáng kể. Beijing vẫn được rất nhiều sự yêu quý của khách hàng, rất đẹp. Đây là chiếc xe thiết kế của tương lai, thành ra là đèn rất hầm hố, trông rất vững mạnh. Cảm giác như chiến binh quá, rất đẹp. Với công nghệ thì quá nhiều ở chiếc xe BZX7, chắc mình không phải giới thiệu nữa. Thì các bạn đã biết là rất nhiều khách hàng yêu quý chiếc BZX7 của mình. Rất đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Sự yêu quý của khách hàng không còn gì để